Nó là phải ăn tơi, ăn tơi tơi xốp lên thì mới được. Đấy, nó phải dày quẹo lại như này. Đấy. Đây cái chỗ này nha, anh vừa cho ăn này. Đây là sáng qua em cho ăn đấy. Đấy, nhìn nó phải ăn sơ xác vào, nó ỉa phân nó vẫn bón cục lên này. Đấy, rơm rạ các thứ phải tăng cường cho vào nhá. Thấy chưa? Thì anh ấy rơm rạ phải cho trực tiếp các thứ vào trong ấy. Cho ăn thêm, cạp thêm. Đây là những cái xác cây ngô ấy. Hôm nào vậy cứ cho ăn xong là nó lên thấy động động chưa? Đấy, tự nó rút rồi mầm mầm động rầm rầm chứ. Nó phải khỏe như này, con run bên đấy chăm nó bị yếu lắm. Tràn búa ra ngoài. Đấy, nó vặn xác một vừa tăng cường rơm rạ lên, nó bấu nó bu những cái rơm rạ nó đẻ trứng đẻ hết ra. Má nó quá đây là. Dày nó ra ngoài nó ở đây.